Bây giờ thi đấu xin mời các bạn đầu tiên làm thủ thi đấu. Ván thứ 9 bắt đầu. Thank you.
Rồi. À. Về. Tiếp vấn đánh cái thằng ấy à? Huynh gì bác ạ? Huynh hả? Huynh là đánh Huynh. Không, lúc nãy anh vấn Ninh Huynh. Ông ghê á. Má nó làm cái sáng này. Bây giờ soạn toàn đồ xịn nó phát tiền. Mà thấy nhìn thấy để quay sợ đâu thì các trận nó đang quay, không những đầu tư làm với quan hệ đại rộng, rất nhiều anh em đang đứng quay chưa lắm. Nhiều công tác riêng quá. Sướng nhất từ đầu. Và lấy đều. Còn trọng anh em, nửa nết. Không được cái nết gì đâu. Xong chưa? Đợi em thì đợi ông Trang xong. Đợi thì nhờ Trang. Ok. Được rồi. Anh nên gọi cho em thằng Căng Tờ này nó giúp em. Thank you.